GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng hơn 6,5%. Đây là con số khá lạc quan khi ANZ đưa ra nhận định về tình hình kinh tế của Việt Nam trong năm 2015 và 2016. Ngân hàng ANZ vừa có báo cáo tổng quan về nền kinh tế Việt Nam với những dự báo lạc quan cho năm nay. Ước tính mức tăng trưởng kinh tế cho năm nay và năm tới có thể vượt mức dự báo 6,5% do kết quả cao hơn dự kiến trong quý 1. Riêng trong quý 1 vừa qua, tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam ở mức cao nhất trong 3 năm qua, ở mức 9%. Chỉ số niềm tin tiêu dùng của người Việt Nam và tăng trưởng doanh số bán lẻ, tăng trưởng phương tiện giao thông đã ở mức cao nhất so với năm ngoái. Nhu cầu nội địa đang cho thấy dấu hiệu bắt đầu hồi phục, nhu cầu vay nợ hồi phục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, còn thâm hụt thương mại tiếp tục suy giảm. ANZ dự đoán sự gia tăng đầu tư vào nhập khẩu máy móc của các nguồn vốn FDI sẽ khiến Việt Nam tiếp tục thặng dư thanh toán trong năm 2015.